Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng A mà chúng tôi vừa mới mua về được quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Morning phiên bản SI. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số rất là đẹp đấy ạ, 81558. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 và là cái bản SI. Bản SI là cái bản cao cấp nhất của Kia Morning ở cái đời 2018 quý bạn nhé. Đấy, đã có vành đúc và vành xoắn này, lốp còn rất dày, rất là mới. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, tay nắm mạ chrome. Đấy, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Tất cả còn rất là mới và rất là đẹp luôn. Từ cụm đèn này, cụm đèn hậu cũng đã được là đèn full LED rồi. Là cái bản SI các bạn nhé. Rất là đầy đủ đồ, bản SI này là bản đầy đủ đồ rồi quý bạn ạ. Biển số thì rất là đẹp, 30F81558 và xe cũng đã được trang bị màn hình, camera lùi, đầy đủ option cả rồi quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả máy móc còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 328 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản quý bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này. Đấy, chiếc xe này là sản xuất năm 2017, đăng ký năm 2017 nhé. Nội thất còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản, không những còn nguyên bản và còn rất là mới. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này thì chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 5 vạn km thôi các bạn ạ. Đây cái đồng hồ đây ạ, cụ thể là đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này là 5 vạn 9 km rồi các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản này, xe cũng đã được trang bị màn hình nguyên bản theo xe, camera lùi đầy đủ rồi, nội thất da cao cấp rất là mới và rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Toàn bộ về cái phần keo chỉ rồi thì ốc bản lề cánh cửa này, phần nội thất phía sau này cũng đều rất là mới quý bạn nhé. Táp bi cánh cửa phía sau bên phụ đấy ạ, keo chỉ nguyên bản, tất cả là còn nguyên bản ạ. Nội thất đằng sau này cũng rất là đẹp vì chiếc xe này chạy, thứ nhất là chủ xe chạy cũng ít, thứ hai nữa là chủ xe giữ gìn cho nên là bộ ghế này nó còn nguyên bản này và còn rất là mới. Đằng sau này là còn nguyên hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết và rất mới, rất là đẹp đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning phiên bản SI 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này. Đấy, đây là đằng sau cốp xe của chiếc xe này quý bạn nhé. Đằng sau cốp này cũng còn rất là đẹp này, chưa có bị xước xát gì đâu, tất cả là còn nguyên bản hết này. Tất cả 4 cánh cửa, cửa cốp sau cũng đều chưa có bị đâm va gì cả. Từ táp bi cũng đều rất là mới luôn. Keo chỉ nguyên bản, táp bi còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm va gì cả đấy, chưa mất một phân keo chỉ nào cả, còn rất là mới này. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản luôn. Tôi cho quý bạn xem là cái ốc cabo này. Đấy, đây là cái ốc cabo, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ đâu, chưa có đâm va nào đâu ạ. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản này, và động cơ cũng còn rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, động cơ này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, cho nên là còn rất là mới, từ năm 2017 đến bây giờ tính ra là sử dụng cũng đã được 4 đến 5 năm rồi mà còn mới như này đây các bạn ạ. Vì những cái xe này ở cái phân khúc hạng nhỏ cho nên người ta chỉ đi loanh quanh trong phố thôi, cho nên là đi rất là ít thôi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm chiếc xe Kia Morning Si 2017 này thì quý vị các bạn hãy liên hệ ngay các bạn nhé. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.